Thưa quý vị, cuối giờ chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch thời gian tới. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đề xuất thành phố xem xét nới lỏng một số hoạt động nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị phải xác định mức độ an toàn COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố thật chính xác trước khi xem xét nới lỏng, nhất là khi thành phố sắp tới sẽ tiếp tục tiếp nhận những người từ vùng dịch về. Đồng thời đề nghị xây dựng các tiêu chí nới lỏng phù hợp nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch. Các địa phương siết chặt giám sát, kiểm tra khi nới lỏng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, hiện chúng ta đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tuy nhiên đề nghị các cấp ngành quận huyện tuyệt đối không được chủ quan lơ là, khẳng định thành phố vẫn còn nguy cơ xâm nhiễm COVID-19 từ bên ngoài. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị: chúng ta vẫn phải siết chặt các cái biện pháp mà chúng ta đang triển khai. Với các yêu cầu đó là cái việc siết chặt các cái biện pháp kiểm soát từ bên ngoài. Tôi nhắc lại là tất cả những biện pháp kiểm soát để phát hiện các cái trường hợp xâm nhập từ bên ngoài vào là chúng ta phải tiếp tục. Cái thứ hai nữa là các cái biện pháp kiểm soát ở trong các cái khu mà chúng ta đánh giá có nguy cơ cao, đó là các cái như các khu công nghiệp, các cái cơ sở sản xuất. Và đặc biệt là chúng ta vẫn phải nêu cao cái vai trò trách nhiệm của cái tổ COVID cộng đồng trong cái việc kiểm soát và thực thi các cái nhiệm vụ. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm quy định phòng chống dịch, đề nghị ngành y tế có kế hoạch xét nghiệm định kỳ bài bản, không để chững lại, nhất là kế hoạch xét nghiệm cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Bí thư Thành ủy cũng thống nhất với đề xuất phải áp dụng chặt chẽ các biện pháp trước khi có quyết định nới lỏng. Phải chủ động triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, không để bị động. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ thiết yếu nhưng vẫn duy trì hiệu quả các biện pháp đã làm trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, việc nới lỏng để tháo gỡ khó khăn cho những trường hợp yếu thế khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch thời gian qua. Hiện nay ta tháo gỡ là ta tháo gỡ vừa phát triển kinh tế mà nó tác động trực tiếp đến những cái người mà lao động khó khăn thì chúng ta phải tháo gỡ trước, chứ còn bây giờ mấy anh mà thấy cái gì mà khó quản lý cái rồi mấy anh chặn lại nữa thì không phải là quan điểm. Cho nên là phải hỗ trợ những cái đối tượng yếu thế này thì đúng rồi, và chúng ta cũng yêu cầu họ thực hiện một số cái việc như trong cái các cái nội dung. Nếu ta cảm thấy rằng những cái việc của chúng ta mà chưa đảm bảo thì chúng ta có thể thêm một ngày nữa, chứ không nhất thiết là phải 21 ngày, có thể 2 ngày. Nếu ta làm mà nó không chuẩn, chưa chuẩn thì rất là khó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị tiếp tục triển khai kế hoạch xét nghiệm áp dụng theo mức chi của Bộ Y tế. Các đơn vị quản lý tốt người về từ vùng dịch, các khu cách ly tập trung, đồng thời phải linh hoạt sáng tạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.